Chào các bạn, bữa nay mình mua được một cái trò chơi bingo này nè. Nó cũng giống y như là cái trò chơi lô tô vậy đó, nhưng mà nó hiện đại hơn. Các bạn có thấy tò mò không nè? Đầu tiên, nó là phù hợp cho những người mà từ 6 đến 99 tuổi. Nó gồm có 90 con số. Nó có những cái bàn cờ và mấy cái máy quay số này nè. Đây. Đây. Và cái bộ này á, thì nó bao gồm là 48 cards, có nghĩa là 48 cái tờ để mà mình dò số đó. Đây, và đây là những cái hướng dẫn thôi. Nhưng mà trò chơi lô tô thì mọi người ai cũng biết rồi. Đây này, let's enjoy bingo game together. À, cùng chơi cái trò chơi bingo family games. Đây là một cái trò chơi gia đình, có nghĩa là cả gia đình cùng chơi. Bây giờ chúng ta cùng mở ra xem nè. Một cái bộ này đố các bạn biết là bao nhiêu tiền? Đây, nó bao gồm những cái card, những cái tờ nè, và một bộ số nè. Rồi bây giờ thì mình cũng sẽ tháo những cái con số này ra để mà mình bỏ vào cái lồng. Rồi, cùng tháo ra nè. Mình tháo ra được bao nhiêu rồi mình bỏ vô cái lồng luôn. Đây, để vịn ra, lấy cái chân vịn vậy cho nó dễ. Ây da, ôi nó làm hơi cứng, phải hai tay mới tháo được, còn một tay tháo không nổi. À, mình dặn dặn như thế này nè, nó cũng ra nữa nè. Và bây giờ những cái con số sau cùng được tháo ra. Rồi bây giờ mình sẽ đậy cái nắp này lại. Rồi mình thử xoay nè. Cái quy tắc chơi của nó là như thế này nè. Mình sẽ xoay cái vòng. Đó. Có một cái nó ra rồi nó sẽ chạy ra ngay chỗ này nè. Đó, rồi mình chỉ việc cầm cái con số đó mình lên. Đó, rồi mình đọc chẳng hạn như thế này là số số mấy? 31. Rồi ok, rồi mình thử quay thêm một lần nữa nè. Nó mình để ý ngay chỗ đâu rồi cái vòng. Đây, này là cái vòng nè, nó sẽ lọt nè. Đây. Nè, thử đây là đây nè. Đó, nó lọt ra. Đây, nó sẽ ra một cái con số. Rồi mình thử làm một lần nữa nè. Nè. Đó, nó sẽ ra một cái vòng, mỗi một lần mình quay là nó sẽ ra. Rồi thêm một lần nữa nè. Nè, đó, cứ mỗi một lần mình quay là nó sẽ ra một cái con số. Mình sẽ xoay vòng vòng cái này cho mọi người coi, rất là tiện lợi chưa. Đó, mọi người có biết nó là bao nhiêu tiền một cái không? Bật mí nha, nó chỉ có 20.000 thôi. Có ai muốn gửi mình mua cái này không? Rồi bây giờ mình giới thiệu những cái này gọi là cái gì ta, trong đây người ta gọi là card thì những cái thẻ, nhưng mà mình cứ gọi là mấy cái thẻ đi ha. À, và có nó có một cái tiện lợi là như thế này nè.
Ví dụ như cái trò chơi lô tô xưa đó là mình phải có thể là mình tận dụng những cái vỏ hạt dưa để mình đặt nè, hoặc là mình bẻ những cái cọng nang, những cái gì, những cái viên sỏi để mà mình đặt. Nhưng mà cái này thì không cần phải tốn nè. Ví dụ như gọi số 14, 17 đi ha. Cái mình lấy cái tay nè, mình ấn xuống nè, mình quập nó xuống. Rồi như vậy là mình được con số. Ví dụ như gọi tiếp số 38 đi, lấy cái này nè, mình quật nó xuống. Rồi khi nào mà mình đủ 5 cái con số này là mình chiến thắng rồi đó. Bây giờ là mình sẽ, ở đây nó có sẵn những cái đường răng nè, mình xé những cái đường răng này ra để mình có những cái tờ để cho mọi người, ai muốn lựa tờ nào thì lựa. Và sau khi chơi xong thì chúng ta chỉ việc bẻ nó lên rồi nó trở thành bình thường trở lại, rồi sau khi bạn mới. Rồi bây giờ mình sẽ xé những cái tờ này ra nha. Nó có sẵn những cái đường răng á, mình xé ra rất là dễ. Thôi, bây giờ mình chỉ xé tượng trưng bao nhiêu đây thôi. Rồi bây giờ mình thử chơi một bàn thử coi nào. Cái tờ mình lựa sẽ là tờ này. Đó, mỗi người mình sẽ lựa một tờ đi nè. Đây, cái tờ mình lựa sẽ là tờ như thế này. Đây, bạn này tờ như thế này. Bạn bên đây tờ như thế này. Rồi bây giờ chúng ta cùng chơi một bàn thử coi nè. Rồi. Ý nè, ở đây có số 44 ở đây nè. Mình có số 31 đây, 31 của mình nè. Rồi. Đó, sau khi chơi xong thì mình có cái chỗ để mà mình đặt những cái viên, mình đặt những cái viên đó luôn. Mình sẽ không có sợ những cái viên này nó lạc đi đâu mất. Bạn này đã vô được 4 số rồi, bây giờ chờ chỉ còn con số 41 nữa là chiến thắng. Cái khay này nè, nó có đủ những cái ô số để cho mình có thể để những cái con số nè theo số thứ tự luôn, để một chút nữa mình kiểm lại cho nó chính xác nè. Yeah, ở đây 41, như vậy là bingo. Người này đã bingo rồi. Bây giờ chúng ta cùng kiểm lại nguyên cái dãy số này thử coi nè. Số 7, số 7 đâu? Số 7. Số 23. Rồi, số 41. Số 62. Số 70. Yeah, như vậy là đã bingo rồi.
Còn mình trời đất ơi, mình chỉ vô có nhiêu đây thôi hà. Trò chơi này rất là vui đúng không các bạn? Mình sẽ không có tốn thêm những cái miếng hạt dưa, cái vỏ hạt dưa để mà mình đặt vô những cái tờ số. Và bây giờ là sau khi chơi xong nè, mình sẽ để bẻ lại nè. Mình sẽ bẻ lại nó trở thành cái tờ bình thường và mình có thể đã chơi được cái bàn chơi mới rồi nè. Đó, đây, những cái con số. Và bây giờ mình sẽ bỏ lại vô trong cái lồng. Bỏ lại vô trong cái lồng để bắt đầu một cái game mới. Mở ra rồi bỏ vô. Rồi bỏ vô xong rồi đóng lại. Để mình sẽ cất. Đó, mình sẽ gấp nó vô. Rồi, như vậy là gọn gàng, phải không? Như vậy là cái game bingo của mình đã chơi xong rồi đây nè. Chỉ có 20.000 thôi. Các bạn có muốn mua một cái như vậy để chơi Tết không? Chơi Tết rất là vui nha. À, còn nếu như mà không biết là mua ở chỗ nào, vậy thì các bạn hãy tới nhà mình cùng chơi bingo nhé. Trò chơi này rất là vui đó, trò chơi này chơi được cho rất là nhiều người luôn á. Rồi, bye bye. Các bạn xem xong nhớ like, share và subscribe đăng ký kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.